nó cũng nói lên cái quan niệm chung chung về cái tình chung thủy giữa người đàn ông và người đàn bà. Tức là người ta tượng trưng cho cái người đàn ông là cây, người đàn bà là lá. Và cái bài thơ này chúng tôi xin được phép đọc ra gửi tặng cho quý vị. Rồi một hôm, cây thì thầm hỏi lá: cây chết rồi, lá có buồn không? Lá rung rinh khẽ đáp tận đáy lòng: nếu cây chết, lá làm sao sống nổi. Rồi cũng thế, lá thì thầm khẽ hỏi: lá rụng rồi, cây sẽ thế nào đây? Cây đứng yên không trả lời câu hỏi. Lá buồn rầu rồi một mình khẽ nói: lá rụng rồi, cây mọc lá khác ngay.